Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Việt Lâm và Hải đang là anh em cùng cha khác mẹ. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của đánh cắp số phận. Chắc nằm mơ cũng không ai ngờ tới, thì ra trước khi kết hôn với bà Dung, ông Khánh và bà Mười, mẹ của Việt Lâm là mối tình đầu của nhau. Thế nhưng ngày bà Mười về ra mắt gia đình ông Khánh, cũng là ngày định mệnh khiến bà rời xa ông mãi mãi. Hai chữ môn đăng hộ đối hoàn toàn không phù hợp, và ba má ông Khánh cực lực phản đối tình yêu này. Má ông phán rằng, con là con trai một của tập đoàn, là người nắm trong tay cả cơ nghiệp, giao lưu, gặp gỡ những đối tác sang trọng, sao có thể lấy cô gái này được. Nước mắt bà Mười bắt đầu tuôn rơi vì bà biết mọi chuyện có lẽ đã kết thúc. Với tính cách hiền lành và chịu đựng, bà chấp nhận ra đi, từ bỏ chúng thì thành để đi xa, không để ông Khánh tìm ra được. Mẹ ông Khánh sau đó còn gặp riêng, cầu xin bà Mười hãy từ bỏ ông Khánh và bà sẽ cho cô một số tiền xứng đáng, đủ để trang trải ở một nơi mới. Bà Mười khi đó không nhận tiền, nhưng chấp nhận sẽ ra đi vô điều kiện. Bà chọn cách im lặng, rời đi, chấp nhận để ông Khánh hận bà, quên đi bà. Trước khi rời xa, bà để lại cho ông một lá thư rằng bà đã được cha mẹ gả cho một người khác, vì ba mẹ bà đã hứa từ nhỏ nên bà đành chấp nhận. Xin ông hãy quên bà và xem đó là một kỷ niệm đẹp của hai người. Ông Khánh lúc đó như sụp đổ, một thời gian dài ông sống trong trầm cảm. Vừa có cảm giác bị lừa dối, vừa cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Vài năm sau, khi đã quên bà Mười, gia đình ông Khánh đã làm mai và cưới cho ông bà Dung. Một người mà gia đình cũng bề thế không kém ông Khánh, bà Dung tuy giàu có nhưng cũng hiền lành, chịu khó, nên cả hai sống hạnh phúc và có hai đứa con xinh đẹp là Hải Đăng và Ngọc Vân. Một điều ông Khánh không ngờ được, sau khi bỏ về quê, bà Mười phát hiện ra đã mang thai với ông. Đây là kết quả của những ngày tháng mặn nồng bên nhau của cặp đôi. Nhưng bà Mười đành chấp nhận và tự nhủ sẽ chăm sóc, nuôi dạy con nên người. Và đó chính có con trai lớn của bà Mười, Việt Lâm. Sau đó bà được một người đàn ông tốt bụng đem lòng thương mến và hỏi cưới. Ông thương và xem Việt Lâm như con ruột của mình. Không lâu sau đó, cả hai còn có thêm hai người con nữa là Thành và bé Út. Cuộc đời bà Mười đau khổ chưa dừng lại ở đó, chồng bà đau bệnh và qua đời. Một mình bà phải làm đủ nghề để kiếm sống và nuôi ba đứa con thơ. Đứa em Út đau bệnh mà không có tiền chữa trị cũng trở nên khờ dại từ đấy. Niềm vui và động viên lớn nhất của bà đó chính là Việt Lâm. Con trai vừa đẹp lại vừa ăn học giỏi giang. Dù nhà nghèo khó, sách vở thiếu thốn nhưng học đâu giỏi đó. Thi đâu đậu đó, là người nổi tiếng về học vấn cả vùng. Việt Lâm khi đậu đại học và lên thành phố làm việc, cậu hứa có bao nhiêu tiền cũng gửi về giúp đỡ cho mẹ. Quả là trái đất tròn, quanh đi quẩn lại, không hiểu sao Việt Lâm lại vào làm việc ở chính công ty của cha ruột mình. Bà Mười ở quê chỉ biết con trai làm ở tập đoàn lớn, nổi tiếng, chứ nằm mơ bà cũng không ngờ cái duyên lại đưa con bà vào làm việc ở công ty ông Khánh và người anh cùng cha khác mẹ Hải Đăng. Liệu đến bao giờ sự thật này sẽ được phơi bày? Ông Khánh có biết được sự thật để bù đắp cho đứa con rơi bất hạnh của ông? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh Cắp Số Phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.